Những hình ảnh đầu tiên của Ford Explorer 2023 xuất hiện vào tháng 2 năm 2021 thông qua trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc. Đến nay, Ford đã chính thức giới thiệu trực tuyến mẫu SUV đầu bảng. Nguyên nhân được cho là do triển lãm ô tô Bắc Kinh bị hoãn chưa có lịch hẹn trở lại. Nếu bị hủy bỏ, chiếc SUV của Ford sẽ xuất hiện chính thức tại triển lãm ô tô Thành Đô vào cuối tháng 8 tới đây. Ford Explorer 2023 vẫn giữ một phần ADN của những đời trước đó, nhưng lưới tản nhiệt đã lớn hơn đáng kể, hốc hút gió hai bên mỏng hơn và cụm đèn pha LED mới được kết nối thông qua một dải LED. Trên nắp capo còn có dòng chữ Explorer. Bộ la răng hợp kim 21 inch với thiết kế kiểu tuabin. Phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh, với cụm đèn hậu LED mới được đặt ngang, ở giữa là một dải chrome. Cản sau sửa đổi nổi bật hơn với ống xả kép. Dòng chữ Explorer nổi bật trên cửa cốp thay thế cho huy hiệu Ford từng được sử dụng. Kiểu cản và lưới tản nhiệt sẽ có thay đổi tùy thuộc vào từng phiên bản. Trong đó, phiên bản Sky mang dáng vẻ thể thao nhất. Do phần đầu và đuôi xe được thiết kế lại, Ford Explorer 2023 dài hơn một chút so với trước đây, với kích thước 5063mm. Thay đổi lớn nhất nằm trong cabin. Bảng điều khiển đã được đại tu với cảm hứng từ buồng lái công nghệ cao trên du thuyền. Màn hình cảm ứng thông tin giải trí 27 inch khổng lồ được bố trí theo chiều ngang, thay thế cho dạng dọc trên Ford Explorer phiên bản Mỹ. Nhờ màn hình này, các nút bấm vật lý cũng gần như biến mất. Bên dưới là cần số mới, các lỗ thông gió mảnh mai hơn và bảng điều khiển trung tâm được đặt cao hơn, đồng thời tạo ra một bầu không khí cao cấp hơn nhờ hệ thống ánh sáng và ghế bọc da. Bên cạnh màn hình cảm ứng thông tin giải trí 27 inch tiêu chuẩn, Ford Explorer 2023 còn có cụm công cụ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị Head Up, hệ thống âm thanh B và ODEUHABAVUNGCONGVIMOTLATADASMANGLICERCHETULAIL22. Ford Explorer 2023 phiên bản Trung Quốc vẫn giữ nguyên động cơ EcoBoost 2.3L tăng áp, sản sinh công suất 272 mã lực và mô men xoắn cực đại 425 Nm, tương tự mẫu xe cũ. Hộp số tự động 10 cấp chuyển lực tới bánh sau, hoặc cả 4 bánh thông qua hệ thống AVKD thông minh. Ford không nói rõ có cập nhật nào trên nền tảng CD6 vốn được chia sẻ với Lincoln Aviator hay không. Ford Explorer 2023 do Chang'an Ford sản xuất tại Trung Quốc, dự kiến ra mắt thị trường trong những tháng tới. Không thực sự rõ ràng Ford có mang những nâng cấp này sang thị trường khác hay không. Nhưng trang Ford Authority cho biết những tính năng này chỉ dành cho Ford Explorer 2023 tại Trung Quốc, trong khi ở Mỹ hầu như không thay đổi. Nếu điều này là đúng, thì cũng rất khó trông chờ sự thay đổi lớn ở các thị trường khác như Việt Nam,